Đến nay, huyện Văn Giang đã xử lý đất dôi dư được 355 trường hợp với diện tích gần 20.000 m2, số tiền thu được gần 31 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 8 tháng năm 2022, xử lý được 27 trường hợp có đất dôi dư với diện tích 366 m2, số tiền thu được 2,8 tỷ đồng. Trong đó, các địa phương xử lý được nhiều đó là thị trấn Văn Giang 13 trường hợp, xã Phụng Công 5 trường hợp, xã Xuân Quan và xã Vĩnh Khúc mỗi địa phương xử lý được 3 trường hợp. Để tạo nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Văn Giang đã chỉ đạo các xã, thị trấn xác định diện tích đất dôi dư, xen kẹp. Từ kết quả đo đạc, hội đồng xét duyệt nguồn gốc đất của xã, thị trấn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, phòng tài nguyên và môi trường thẩm định để đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện cũng như thu tiền sử dụng đất đối với các diện tích đất dôi dư, xen kẹp.